Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng trầu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lông bạc đầu. Bể dâu kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng yên. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Nhạc Bác Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp thiết kế hiện đại nằm ngay trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình với diện tích ngang 4m2, sâu 14m và được xây dựng với kết cấu một trệt đúc kiên cố 3 lầu. Nhà này bố trí tặng full nội thất lên tới phải tầm 500 triệu đồng. Chúng ta có đầy đủ sofa, bàn ăn, giường, tủ, kệ tivi, máy lạnh và có tivi cũng như là tủ lạnh, máy giặt nha. Và khi chúng ta mua về ở thì chỉ việc xách vali về thôi. Và tiền làm theo kiểu hiện đại rất đẹp nha, rất sang trọng và cực kỳ trẻ trung. Thiết kế mẫu nhà mới nhất năm 2021 và đang được chào giá bán rất rẻ thôi, chỉ với giá bán là hơn 5 tỷ đồng. Hướng nhà là hướng Tây Nam, phù hợp với những quý anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Và đây là con đường trước nhà mình. Con đường thì rộng khoảng tầm 5 mét, đường xe hơi, xe tải ra vào thoải mái nha. Cách trục đường chính Phạm Văn Chiêu khoảng tầm 50 mét thôi. Hẻm xe hơi, hẻm nhựa rất đẹp. Và hẻm nhà mình là hẻm cụt nha. Cuối hẻm này có một căn hướng Đông Bắc giao là 5 tỷ 8 nha mọi người. Căn cuối hẻm này. Căn nhà mình gần cuối. Và chúng ta cùng theo chân nhà Bác Hưng di chuyển vào khu vực bên trong. Sẽ có hai lớp cửa làm sát nhau. Căn nhà này xây dựng hết đất. Có một lớp cổng sắt sơn màu trắng bên ngoài và một bộ cửa nhôm xi pha màu trắng bên trong. Đây sẽ là khu vực phòng khách, có thể đậu xe hơi đây được. Khoảng này khá dài nha, dài khoảng phải tầm 6-7 mét. Được ốp sàn gạch 80 và có tặng lại sofa ra trị giá khoảng tầm 20 triệu đồng. Có tặng tivi, kệ tivi và dàn loa luôn. Ra có quạt điện đầy đủ hết luôn. Khi về ở thì chả phải mang theo hoặc là sắm thêm nội thất gì cả. Đã đầy đủ hết nội thất rồi nha. Mẫu nhà rất đẹp, rất sang trọng. Giá bán là 5 tỷ 970 triệu đồng. Giá vẫn còn thương lượng với anh chị chủ nhà nha. Và chúng ta di chuyển vào trong đây sẽ là khu vực cầu thang. Cầu thang nhà này được làm tay vịn và trụ là gỗ căm xe, ốp đá hoa cương và được đúc rộng khoảng tầm 90. Lan can thì chúng ta sử dụng là kính cường lực. Không gian phòng bếp rất thoáng nha. Không gian phòng bếp có cửa kính hai ngăn lùa ra phía ngoài. Nhà này có cửa sổ sau rất là thoáng mát luôn. Khu vực phòng bếp thì chủ nhà ốp gạch lên cao hết tường, tặng bộ bàn ăn 4 ghế và tủ lạnh 2 ngăn Samsung. Tủ bếp sẽ là tủ nhựa An Cường và chúng ta được bố trí bếp điện âm từ luôn. Nhà xây mới hoàn toàn năm 2021 nha. Và giá thì chúng ta vẫn còn thương lượng với bên chủ nhà. Có bộ cửa kính cách âm và phía sau thì chúng ta được ốp gạch cũng như là có một khoảng giếng trời hình tam giác thấu lên trên rất là thoáng nha, mát nha mọi người. Như vậy thì phòng ngủ có cửa sổ thông ra khu vực phía sau luôn. Căn nhà cực kỳ thông thoáng.
Quý chị nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp về tới bên em để được sở hữu căn nhà đẹp giá rẻ này. Phía dưới chân cầu thang thì sẽ có một toilet riêng này. Nhà này có 4 phòng ngủ, 3 toilet, có khu vực phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng Tây Nam nha. Phòng khách được trang trí rất đẹp. Đây, có tặng lại đầy đủ nội thất trong nhà và tặng tivi nha. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực phía trên, khu vực lầu 1, phòng ngủ 1 và 2 nha. Anh chị nào đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Hai phòng dùng chung một toilet và toilet thì khá rộng, có vách tam kính. Cửa gỗ cam xe, sàn gỗ. Và chúng ta được bố trí giường 2 mét kèm với máy lạnh mới, tủ âm tường. Phòng ngủ sẽ không có ban công, do vậy phòng ngủ khá chi là rộng nha cả nhà. Nhà này không có ban công, rất rộng và thoải mái nha. Cực kỳ đẹp và sang trọng luôn. Mẫu nhà hiện đại, thiết kế mới nhất năm 2021 và đang chờ quý anh chị đến sở hữu nha. Năm thì 970 triệu đồng thôi. Anh chị nào quan tâm thì hãy gọi về tới bên em. Đây sẽ là khu vực phòng ngủ số 2. Chúng ta vẫn có giường, nệm và xích đu cũng như là có tủ âm tường. Bên ngoài này được chủ nhà trồng cây và có cửa sổ lùa ra phía ngoài rất là thoáng nha. Khoảng giếng trời thì thông ra bầu trời luôn, rất thoáng mát. Nếu anh chị nào sở hữu được căn nhà này thì phải nói là rất là thoáng luôn nha. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2, khu vực phòng 3 và 4. Đây là một căn nhà đẹp giá rẻ tại trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 nha. Hẻm 5m, hẻm xe hơi. Đây là phòng ngủ số 3 nha anh chị. Phòng ngủ số 3 nhà mình vẫn được bố trí đầy đủ giường, tủ và máy lạnh như bên dưới. Rất đẹp và sang trọng luôn. Khu này còn 2 căn giao bán nha, một căn cuối hẻm giao 5 tỷ 8 và căn nhà mình là 5 tỷ 970 triệu đồng. Thì quý anh chị nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới bên em. Phòng ngủ số 4 nhà mình cũng được bố trí đầy đủ nội thất như y chang như bên ngoài luôn. Nhà rất mát, làm cửa lùa ra phía sau rất là thoáng luôn. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha. Đây sẽ là khu vực phòng thờ của nhà mình này, nhỏ nhỏ và có thể thờ thoải mái ở đây. Phía ngoài này là khoảng sân thượng trước trồng cây. Thì ở khu vực này chủ nhà có ốp gạch và trồng rất nhiều cây cối cho nhà mình rồi. Cực đẹp nha. Trồng cây trúc và hai cây dừa này. Phía ngoài thì được trồng cây dây leo cực kỳ đẹp. Trên thì chủ nhà có tặng lại máy nước nóng ngược mặt trời luôn rồi, chẳng phải sắm thêm gì cả nha. Và phía sau thì chúng ta sẽ đến với khu vực không gian giặt và phơi đồ. Thì ở khu vực này thì chủ nhà cũng có lợp mái và làm tặng lại máy giặt cho nhà mình nha. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Anh chị nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào.